Có chú chim non nho nhỏ. À, chị Tuyết đây à? Chị đến đây để mua đồ à? Xin lỗi chị, ở đây không có đồ nào hợp với đẳng cấp của chị đâu. Mời chị đi cho. Này, mặt dày nhở. Tôi mà là chị ấy, tôi phải trốn chui trốn lủi ấy, chứ không phải vác mặt đến đây đâu. Mày kể hết với Việt rồi à? Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày làm như thế với tao rồi. Nhưng mà Tuyết ạ, cho dù mày có làm như thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi mày không có được Việt đâu. Mày thất bại rồi. Có lúc tao muốn đập cho mày một trận, nhưng mà nghĩ lại, mày không xứng để tao làm điều đó. À, cô làm cái gì đấy? Rồi, ở đây sáng sủa như này mà lắm ruồi mũi, lắm ruồi mũi. Cô điên à? Bẩn thỉu, bẩn thỉu. Cô đi, cô điên, cô đi. Bật chưa, được chưa? Được rồi, máy okay. Được rồi. Chào cả nhà, chào 500 anh em cộng đồng mạng nhá. Hiện tại thì chúng tôi đang đứng ở trước cửa hàng Mỹ Lệ. Đây, mọi người nhìn kỹ đi. Đấy, cái cô Lệ này là cái cô mà gọi là đẻ thuê xong rồi là bị đánh ghen đấy. Đấy, mình cứ tưởng là không dám mở cửa để bán hàng, thế mà vẫn trơ cháo mở cửa để mà bán hàng. Đừng có mà mua hàng của cái loại gọi là ai mày làm gì đây? Bỏ chị ra. Im mồm. Định đến đây phá cửa hàng bọn tao à? Bỏ chị ra đi. Mày vào đó xóa ngay. Xóa đi đâu. Nhanh. Ai chưa xóa tôi xóa ra. Tôi xóa rồi. Đưa mày đây. Có chuyện gì đấy? Mấy con mất dạy này định đến đây phá cửa hàng mình thế này. Chúng mày xin lỗi chưa? Không ra đập máy. Máy bây giờ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Lần sau thì cạch cái cửa hàng này ra nhá. Ở đây không có ai hiền đâu. Vâng, chị cho em xin ạ. Cút. Bức cả mình. Thôi, dọa thế đủ rồi. Còn để chỗ cho chị làm ăn nữa. Đưa gậy đây. Nhưng mà đưa đây. Từ sáng đến giờ chứ. Đúng là hám mà. Chị, chị làm sao ấy? Có làm sao đâu. Điêu. Mọi lần đi với em chị cứ hót như khiếu ấy. Lại còn hay dạy đời em nữa cơ mà. Hôm nay cả đoạn đường đi chả nói gì cả, cứ im im thít ý. Chị chỉ đang nghĩ đến bữa ăn lúc nãy thôi. Sao? Cơm không ngon à? Bữa ăn ngon nhất chị từng được ăn đấy. Khiếp. Văn vẻ. Để cơm ngon thì về ăn hàng ngày. Bố mẹ em bảo thế rồi có gì đâu mà phải ngại. Em đèo chị về. Nhất trí. Em ra mở hàng đi. Được rồi. Chuyện anh Đồng muốn mua gì? Tìm con Ngân. Con Ngân đi học mà. Ở đây chỉ có chị Lệ thôi. Anh sang tìm chị Lệ thì cứ nói là tìm chị Lệ. Lằng nhằng. Thế cái này là mang cho em hay mang cho chị em ấy? Chị cô, à, cầm đấy. Thôi mang cho em đâu mà em phải cầm. Anh tự đưa chị ý nhá. Chị Lệ ơi, anh Đồng tìm chị đây. Thần kinh à? Nó mồm rồi. Chị ơi, nhà mình có khách mua hàng. Hôm nay nghỉ bán. Em về đi. Yeah. Thế chị dọn hàng cho em nhá. Anh Đồng ơi, đàn ông thích là phải nhích luôn, đừng có úp mở. Làm nhá. Vẫn biết rồi sẽ muộn phiền, dẫu biết thời gian trôi những tháng ngày yêu thương, tìm đâu ánh mắt bàn tay xa, chiều một mình trên phố lao sao bơ vơ, chiều buông ánh sương mờ chiều ta xa xa xuyên ta mùa hoa năm xưa đã phai tàn, tình yêu năm xưa cũng xa rồi. Vậy thì cứ đi đi, vết thương lại lành theo năm tháng, vì một mùa hoa tìm lại ký ức nhọc nhằn khó thương cho người con gái. Số kiếp gian tròn, kiếp cười gian khó như ánh sao nhạt nhòa trong đêm giông tố đi qua, tìm lại hạnh phúc ngày nào.